Sáng nay, ngành giáo dục đào tạo quận Sơn Trà tuyên dương khen thưởng 9 tập thể và 130 cá nhân đạt nhiều thành tích trong năm học 2019-2020. Trong đó có 5 cá nhân được nhận bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đổi mới sáng tạo trong dạy và học. 8 tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2019-2020 nhận bằng khen của Ủy ban Nhân dân thành phố. 10 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2018-2019 và 2019-2020 được nhận bằng khen của Ủy ban Nhân dân thành phố. Mỗi dịp 20 tháng 11, các thầy các cô ngành giáo dục đào tạo quận Sơn Trà là có dịp để ôn lại chặng đường đã qua, động viên nhau vượt khó để vươn lên, hoàn thành nhiệm vụ cao quý được trao gửi.